Bữa nay mình quay lại một cái chủ đề mà rất là nhiều quý bà con hỏi mình về cái cành bơi, những cái cành mà nằm ở trong cái cành cái để chuẩn bị mà mang trái á, hoặc là cái cây mà sau khi thu hoạch thì những cái cành bơi này xử lý như thế nào đó bà con. Cây này cũng tơi tả tì tu ha, nhìn nó nứt thân tì ly hết nhưng mà nó chưa xì mũ thôi. Đây bà con, chúng ta nhìn thấy ha, có một số bà con, một số anh em nói á, thì những cái cành nào mà đi lên trên á và những cái cành nào đi ngang á thì để, còn cái cành nào đi xuống á thì cắt. Tuy nhiên rằng là mình cũng nói với anh em như thế này, cành đi xuống bà con cũng để luôn đi, không cần phải đi lên đi xuống hay là đi qua đi lại gì hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ để khi nào và cắt khi nào. Cây trong cái giai đoạn phục hồi, bà con thấy cây này nó cũng tè tua ở bên ngoài thì mọi người thấy này, nhìn ở trong thấy vậy đó, ở ngoài hoành tráng, ở trong hoành tráng, ở ngoài nó cơ đọt nó hơi yếu nha, cơ đọt đang đi non ra như thế này. Thì mục đích của chúng ta là để những cái cành bơi như thế này để làm gì? Cái cành bơi như thế này chúng ta để và chúng ta phun thuốc, phun thuốc dưỡng vào nha bà con nha. Trong cái thời gian bà con phun thuốc bệnh, phun thuốc sâu rầy thì bà con cũng phun vào đây. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta cắt á, chúng ta phun thuốc dưỡng này, phun thuốc bệnh, phun vi lượng combi rồi chúng ta phun vào đây. Một cử hoặc hai cử. Đó, một cử hoặc hai cử, mỗi cử cách nhau 7 ngày. Thậm chí nhiều khi có nhiều bà con để ba cử luôn cho cái cơ đọt nó dài như thế này luôn, để nó hấp thụ cái dinh dưỡng, nó đưa vào nó nuôi những cái cành như thế này. Đây là một số lưu ý cho bà con nha. Cũng có nhiều bà con nói rằng là để cái cành mà cành đi lên, để cành đi ngang, bấm cành đi xuống, nhưng mà thôi bà con để luôn cái cành đi xuống đi, bà con phun thuốc vào để cho nó hấp thụ. Duy nhất là cái cây đó với cái cây bên này thì mình còn thấy cành bơi, còn bên kia thì cắt hết rồi. Bên đây thì mình đứng ra mình loại, mình review cho bà con coi nha. Thì đối với những cái cành như thế này là bà con cứ để, bà con để thì mục đích mình giải thích cho bà con luôn nha. Những cái cành như thế này nè, những cái cành như thế này nè, nó hấp thụ dinh dưỡng, chúng ta phun phân bón lá vào, chúng ta phun combi, chúng ta phun vi lượng vào, nó đưa vào, nó nuôi cái cành này, nó tạo cho cái cành này có một cái sức sống nha bà con nha, nó tạo cái cành này có sức sống. Còn nếu như mà những cái chỗ này nè, những cái chỗ này nó bị điếc á, chỗ này mà nó không có ra tược như thế này, mai mốt làm bông làm trái nó rất là khó ra chỗ này. Chính những cái chỗ này nè nó ra bông, và mình cũng góp ý cho bà con một chút xíu luôn nha. Khi mà bà con, trước khi mà bà con làm bông làm trái, bà con để đúng không, bà con phun thuốc tạo mầm, phun kích bông, phun này nọ vô, thì bà con cắt là bà con cắt sát nha, bà con cắt sát luôn nha. Còn nếu bà con cắt khoảng cách rộng ra bên này á nha bà con cắt rộng ra tới khúc này, thí dụ bà con cắt hở khúc này, là mai mốt ngay chỗ này nó ra cái chùi lá, nó ra bông lá nha bà con nha. Bà con để ý đi, cắt là cắt sát, cắt sát luôn, không có cắt mà chừa cái khoảng cách, trừ cái khoảng cách ra như thế này, cười trừ một cái khoảng không gian ra như thế này, là ngay chỗ này mai mốt nó nứt cái chồi mà chồi lá chứ không ra, phải không ra chồi bông nữa nha bà con. Lưu ý cái vấn đề đó nha bà con nha. Rồi chúng ta đi tiếp tục qua cây này nó có không. Thì mục đích của những cái cành bơi, những cái cành phướng như vậy á, là để làm gì? Để nó đưa dinh dưỡng vào, nó nuôi cái nhánh. Con này cái vườn này á lâu đời rồi bà con nhìn thấy ha, cây da cây nó cũng lâu rồi nhưng mà chúng ta chăm sóc á, nó chưa đúng. Rồi bà con thấy nó ốm không, bà con thấy nó ốm không, cành nào nó cũng ốm hết. Nhìn thấy sự già cỗi của cây mà cành nó ốm này, nó ốm tôm teo này. Đây là cắt đừng có cắt lòi ra như vậy bà con, mai mốt nó tạo cái lỗ nha bà con nha, nó tạo thành cái lỗ này, cắt nó lòi ra nó tạo thành cổ lỗ. Bà con cắt sát cho giùm em nha, cắt sát vô. Rồi cắt xong là phun thuốc bệnh, tạo thành cái lỗ này, tạo thành cái lỗ kiến rồi nó bu này tùm lum hết, tạo thành cái lỗ này bà con thấy chưa bà con. Đó bà con lưu ý cái chỗ đấy nha. Đây, cái cây qua cái cây bên này nè, cái vườn này á nó có thêm cái tình trạng đó là bị vàng lá, và bị gì, bị vàng lá, bị ngộp cổ rễ bà con thấy nè, con thấy không, trồng sâu nè không thấy cái lòi cái rễ lên mà lúc pin luôn nè bà con. Nhưng mà con lưu ý cái chỗ đấy nha, một số cái lưu ý để cho bà con biết thôi. Chứ còn ngoài ra những anh em nào có kinh nghiệm rồi thì chúng ta có thể có những cái hướng xử lý khác. Cái vườn đây là chú ông hay cắt những cái cành bơi như vậy. Ở ngoài đây là cắt hết trơn rồi, cắt hết trơn rồi còn để cái cành không à. Nên là khi mà chúng ta phun thuốc vào á, chúng ta phun ở bên ngoài, còn bên trong này nó không có cái đường dẫn, không có cái những cái cành mà để dẫn dụ dinh dưỡng vào á. Bà con lưu ý này, bà con để như thế này nha, bà con phải phun thuốc bệnh, thuốc dưỡng rồi bà con phun phun vào đây để nó đưa nó nuôi cái cành này nha bà con nha. Lưu ý vấn đề đây nha.
Còn để không mà để mà không phun thuốc thuốc không đưa dinh dưỡng vào thì cũng như không nha bà con, nhớ nha bà con, lưu ý cái chỗ này. Và đặc biệt những cái chỗ này sau khi mà bà con cắt để làm bông làm trái á, phun thuốc rồi sau này bà con cắt thì nó ưa ra bông những cái chỗ này nhất này, nó thích ra bông chỗ này đây, chỗ này nó phá vỡ niêm trạng mà nó phá vỡ cái đoạn cái cây của mình, cái cành này nè, nó dễ ra bông. Nhưng mà như mới nãy mình nói á, bà con cắt ngay chỗ đây thấp xuống chút là nó ra bông lá. Bà con lưu ý cái chỗ đây, chỗ đấy là cái kinh nghiệm đối với một số nhà vườn, cái kinh nghiệm hay không có chỗ đấy không à. Đấy, có một cái điểm duy nhất mà nhỏ nhặt nhất nhưng mà chúng ta không để ý. Rồi, chung cho cái vườn này là để rầy nó tấn công thì mình thấy hơi bị nhiều luôn á. Vàng lá nữa, vàng lá hệ thống tưới nước thì cũng không có mà con, điều tiết nước nó khó. Và thứ hai nữa là ở trên kia trồng hơi bị sâu, bị ngộp cổ rễ, bị ngộp cổ rễ, không quản lý rầy nên là nó đánh tơi tả cái vườn, cứ lá non ra là rầy tấn công. Còn như cái chỗ trà không bà con thấy không, ở trên kia còn như cái chỗ trà không à. Để lưu ý một cái số lưu ý để cho bà con chúng ta nắm khi mà chúng ta chăm sóc cái vườn của mình sao cho nó tốt nha bà con. Rễ nó bị chôn sâu, bị ẩm độ rất là cao. Cái này thì em cũng rất là nói rất là nhiều cái video rồi chứ không phải là riêng cái video này, nhưng mà sẵn gặp đâu thì nói đó, mình vậy mà. Bây giờ mình nói nhiều khi trong một cái video mỗi chủ đề thì nhiều khi bà con không thấy được cái tổng quan, thì giờ mình cứ đụng đâu mình thấy chỗ nào có đối tượng nào thì mình nói như vậy á, để cho bà con chúng ta né, bà con chúng ta tránh để rầy tấn công nè bà con. Phun rầy thì phun ở giai đoạn này nè bà con nha. Còn cái lá này là nó rầy tấn công từ lúc nhỏ, lúc lá non nó đã tấn công rồi, bà con lưu ý cái vấn đề đấy. Đây rầy tấn công và lá nó nhỏ nữa nè bà con, vườn này chưa làm bông làm trái gì hết á mà lá nó nhỏ, lá nó nhỏ. Này là bà con làm sao làm phải có được cái hệ thống tưới nước thì bà con điều tiết nước được nó dễ, sau này làm bông làm trái nó dễ. Những cái cành như thế này hồi xưa cái cành này bỏ đây là được nè, ba cái cành này nó song song với nhau mà nó gần với nhau, bỏ cái cành chính giữa là ok nhất nha bà con. Đấy, cây nó nhỏ không mà cái độ da là bà con nhìn thấy cái da này là chắc chắn là bà con đoán được cái tuổi thọ nó cũng cao chứ không phải là thấp nha bà con. Nhưng mà xưa giờ trồng lấp á, đầu rễ dinh dưỡng, rễ nó bị ngộp cổ rễ dinh dưỡng, ngoài kia không đều quản lý, cành khô cành đồ nó vẫn còn vướng đây. Còn bà con lưu ý những cái vấn đề đấy thôi, không có gì hết. Em nói tiếng miền Trung nhưng mà con thông cảm, là tiếng của em nó hơi nặng bù phèn nhưng mà tay rầy nhưng mà con nghe. Cây ngoài đây nhìn thấy sáng láng ha, ở trong nguyên cái vườn này thấy có cái cây này với cây kia là thấy cao cao cây kia à. Nhưng mà mấy cây này là nhìn thấy này, chúng ta nhìn thấy từ xa thôi nhưng lá nó thưa, bà con thấy rõ không, thấy lá nó thưa này, lá nó thưa hết, lá nó vàng hết, lá nó nhỏ. Còn có ông này ông đứng đâu nghĩ ra chắc chủ hay quan sát nên là phun thuốc hay nhiều vậy sao á, nhưng mà chỉ có một mình ông này, còn ông kia cũng tơi tả luôn. Đấy, cái vườn này ở Cần Thơ nhìn tổng quan ở xa xa thì nhìn thấy nó cũng đẹp ha, nhưng mà tới gần thì thấy nó vàng chạch hả mọi người, nó vàng lắm, nó vàng luôn á, nó vàng y như cái áo em đang mặc này, y như cái áo em đang mặc, y áo đây nó vàng luôn á, không có giỡn đâu. Lá nó vàng này thì kiểu như nó thiếu dịp lục tố á, thiếu phần, thiếu bón, thiếu đủ thứ hết rồi. Rễ nó bị ngộp, rễ kiểu này là không ngộp sao được mọi người, rễ kiểu này là dễ ngộp lắm nhé. Đây này, cây bên này nè chưa bị ngộp rễ này, ngộp rễ nó quằn dưới gốc này. Đấy, cứ cầm cái dao ra khịa này, rồi này nó nứt hết trơn nè. Đây bà con, vườn này chưa ăn được cái cổ trái nào luôn ấy, chứ đừng có nói mà ăn phục hồi xong ăn được vài, ăn cũng sơ sơ thấy cuốn trái còn ấy mà ít. Nào đi ra ngoài đây nha bà con nha, đi ra ngoài đây review sông nước một chút xíu. Bà con thấy sông nước mênh mông, có mai vàng nữa, chỗ anh trồng mai sùm nữa chứ. Đứng ở đây nhìn thấy cũng được lắm. Ok, kết thúc video.